Review cả thế giới, dưa chuột muối đóng hộp. Mình cảm thấy cái dưa chuột muối này rất là giòn, mặn mặn một tí và rất là thơm mùi cần. Cái này là rất hợp với mình, chắc là ăn với thịt đồ các thứ sẽ rất ngon đây. Review cả thế giới, ba chỉ giòn da nguyên tảng. Phải công nhận là cái món này giòn ngon, ăn rất là cuốn luôn. Nhưng mà cắn cắn một hồi á, ăn lên cái đoạn này thì ngán lắm rồi. Thôi cảm ơn các bạn đã xem nha. Review nghiêm túc bơ đầu mùa với mật ong rừng. Béo béo, ngọt ngọt, thơm thơm. Các bạn nên thử cái món này nha.